qua cô làm rất là nhiều việc nhưng mà kết quả không có. Không bao giờ bỏ em quay, chỉ cần nghiêm túc nỗ lực 3 năm, 5 năm các anh chị có thể thay đổi danh mệnh của mình. Thì mình đến gì, mình là người lãnh đạo, mình phải giúp đỡ những người đi theo mình. Một người lãnh đạo là luôn tiến thẳng về phía trước.